Hai người thiệt mạng, một người mất tích vì bão Vòn Phòng ở Nhật Bản, tin từ Nhật Bản. Bão Vòn Phòng đã giảm cường độ và đang rời Nhật Bản sau khi giết chết ít nhất là hai người và làm một người bị mất tích. Cơ quan khí tượng Nhật Bản nói rằng bão Vòn Phòng vẫn có sức gió lên tới 110 km một giờ sau khi trở thành áp thấp nhiệt đới. Trận bão mang lại mưa lớn cho thủ đô Tokyo vào sáng ngày hôm nay, khiến cho giao thông chậm lại đối với những người đi làm. Tới giữa trưa thì đa số các chuyến bay và dịch vụ hỏa xa đã được thực hiện lại. Vào lúc mạnh nhất thì bão Vòng Phòng có sức gió lên tới 234 km/h ngày hôm thứ Bảy. Cơn bão đã gây thiệt hại nặng cho nhà cửa khi bão quét qua các hải đảo ở miền Nam Nhật Bản. Bão đã làm ít nhất 94 người bị thương và làm hàng chục ngàn người bị mất điện. Truyền thông địa phương nói nhà chức trách kêu gọi hơn 800.000 người hãy sơ tán. Bão Vòng Phòng là trận bão thứ nhì ập vào Nhật Bản trong tuần qua sau khi bão Phan Phon giết chết 7 người, trong đó có 3 binh lính của Hoa Kỳ.